À, dạ, và tiếp đến nữa các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa chỉ trích lãnh đạo của công ty Intel vì đã không uh, gửi uh, máy bay chiến đấu đến cho Ukraine và dạ, kính kính thưa quý khán giả các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa đã gọi là chỉ trích các quan chức của uh, tình báo vì đã không ủng hộ kế hoạch của Ba Lan gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine và cũng như là đã những gọi là sau khi những lời đe dọa của ông Vladimir Putin thì giới gọi là các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa dường như là lo ngại rằng là tổng thống Biden lo sợ cho nên mới không gửi máy bay chiến đấu trong khi là tổng thống Ukraine ông Zelensky rất là mong muốn là NATO hãy gửi cái máy bay chiến đấu mi hai MiG 29 để mà giúp đỡ và đến các căn cứ tại Đức để mà có thể sẵn sàng giúp đỡ cho Ukraine. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà được hỏi thì ông Lloyd Austin đã hoàn toàn từ chối và ông nói không, ông không có có gửi cái 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 rồi cái máy bay được và ông nói đây không phải là lúc vì nó rủi ro cao và không muốn làm cho Putin căng thẳng hơn khi mà Mỹ giúp đỡ một cách gọi là trực tiếp như vậy. Cho nên là cuối cùng ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ chối một cách thẳng thừng về lời đề nghị của ông Zelensky rằng hãy gửi máy bay chiến đấu MiG-29 để mà giúp đỡ cho quân đội có thể chiến đấu. Và cũng như là thực sự là cũng không có đưa máy bay này tới các đồng minh NATO để mà có thể NATO chuyển tới tới ukraine để giúp đỡ thì đã bị từ chối kính thưa quý vị